Citizen là một nhà chế tác đồng hồ Nhật Bản với quy trình toàn diện, mở rộng từ việc tạo ra các bộ phận riêng cho tới khâu lắp ráp cuối cùng. Hãng đã hoạt động tại hơn 100 quốc gia và được đông đảo các tín đồ đồng hồ trên thế giới ưa chuộng. Kể từ khi ra đời vào năm 1918, Citizen luôn giữ vững slogan Better Start Now với mong muốn tạo ra những sản phẩm tốt nhất trong tương lai. Chia sẻ niềm tin này, Citizen đã không ngừng phát minh và cải tiến công nghệ, khám phá tương lai của đồng hồ. Từ khi thành lập cho đến nay, Citizen đã trải qua hành trình dài với nhiều thành tựu ấn tượng. 100 năm là khoảng thời gian không hề ngắn với bất cứ một nhà chế tác đồng hồ nào. Ngày nay, Citizen sở hữu 6 công ty con và 13 nhà máy được đặt rải rác trên khắp đất nước Nhật Bản, và mỗi nhà máy đều mang trọng trách chế tác riêng cho từng chi tiết để hình thành một chiếc đồng hồ hoàn hảo. Tháng 3 năm 1918, Viện Nghiên cứu Đồng hồ Shokosha được thành lập tại quận Totsuka, thủ đô Tokyo. Đây chính là tiền thân của Citizen Watch ngày nay. Sau đó, thị trưởng Tokyo, ông Shinpei Goto đã đổi tên thành Citizen. Ý nghĩa của từ Citizen trong tiếng Anh có nghĩa là người dân, với mong muốn đồng hồ sẽ không còn là mặt hàng xa xỉ, chỉ dành cho giới thượng lưu, mà sẽ phổ biến rộng rãi đến với tất cả những người dân bình thường và được bán trên toàn thế giới. Tháng 12 năm 1924, chiếc đồng hồ bỏ túi đầu tiên của Citizen bắt đầu bán ra trên thị trường, và kể từ đó, thương hiệu này vươn lên mạnh mẽ cho đến khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Dù bị tàn phá bởi chiến tranh, nhưng 6 năm sau đó, tức năm 1930, Citizen Watch được thành lập lại như là một công ty đồng hồ với đầy đủ chức năng. Dấu ấn riêng của Citizen được cho là bắt đầu vào năm 1956 khi hãng cho ra mắt chiếc đồng hồ chống sốc đầu tiên mang tên Parasoft, mở ra cánh cửa hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp chế tác đồng hồ. Sau đó 3 năm, hãng một lần nữa thể hiện sự tân tiến của mình bằng chiếc đồng hồ chống thấm nước đầu tiên mang tên Powerwater. Chiếc đồng hồ đã vượt qua bài kiểm tra dưới nước được thực hiện ở độ sâu 200m. Cuộc cách mạng đồng hồ Thạch Anh những năm 70 của thế kỷ trước đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong thế giới đồng hồ. Trong khi đồng hồ cơ Thụy Sĩ bị đe dọa nghiêm trọng, thì với các đối thủ đến từ Mỹ và Nhật Bản, trong đó có Citizen, thì đây lại là một cơ hội vô cùng quý giá. Năm 1976, Citizen khiến cho không ít tín đồ đứng ngồi không yên bằng sự ra đời của mẫu Citizen Quartz Crestron Solar Cell, phiên bản hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Có lẽ cuộc chiến đồng hồ siêu mỏng bắt đầu với phiên bản Citizen Exit Gold, siêu phẩm đồng hồ với bộ máy Quartz 790 chưa dày đến 1mm, ra đời vào năm 1978. Cùng với đó là phiên bản Citizen Quartz DZN bán ra với hơn 1 triệu chiếc, hiển thị giờ quắc kim cùng mặt số điện tử vô cùng độc đáo. Trong thời điểm năm 1982, Citizen gây ấn tượng mạnh mẽ bằng phiên bản đồng hồ Quartz đầu tiên trên thế giới với độ chịu nước lên đến 1.300m. Với những thành tựu đó, tính đến năm 1986, Citizen luôn đứng đầu thế giới về số lượng đồng hồ sản xuất hàng năm. Năm 1993, hãng tung ra mẫu đồng hồ đa vùng đầu tiên trên thế giới mang tên Radio Control Watch với khả năng đồng bộ thời gian bằng sóng radio. Từ đó đến nay, dòng sản phẩm này vẫn được nghiên cứu và phát triển không ngừng. Những chiếc radio control ngày nay có thể tiếp nhận sóng radio từ nhiều vị trí khác nhau trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Bắc Mỹ và châu Âu. 3 năm sau, hãng cho ra đời EcoDrive, công nghệ cho phép đồng hồ có thể hoạt động nhờ bất cứ nguồn năng lượng ánh sáng nào, kể cả năng lượng tự nhiên hay nhân tạo, và đặc biệt là rất thân thiện với môi trường. Cho đến nay, có hơn 70% sản phẩm của Citizen được trang bị công nghệ này, một bước đột phá lớn trong hành trình phát triển của hãng. Bộ sưu tập EcoDrive Stiletto được ra mắt năm 2002 với độ mỏng chỉ khoảng 4,4mm, được xem là sản phẩm mỏng nhất thế giới thời kỳ đó. Đến năm 2016, hãng cho ra mắt EcoDrive One, sử dụng năng lượng ánh sáng với độ mỏng chỉ 2,98mm, sở hữu cỗ máy 8826 có độ mỏng chỉ 1mm, vô cùng ấn tượng. Bốn công nghệ tuyệt vời nhất dưới sự sở hữu của cái tên Citizen mà bạn có thể không biết là EcoDrive, năng lượng ánh sáng, Super Titanium, vật liệu chống trầy đặc biệt, Satellite Wave, đồng bộ thời gian qua vệ tinh, và Radio Control, đồng bộ thời gian qua sóng radio. Hiện nay, Citizen đang là tập đoàn đồng hồ lớn thứ 2 Nhật Bản, lớn thứ 6 thế giới với số lượng nhân viên vào khoảng 18.000 người, doanh thu 252,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, Citizen còn sở hữu hàng loạt thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thế giới như Bulova, Alpina, Frederic Constant và Arnold & Son, và mới đây còn bắt tay với tập đoàn Fossil trên con đường hợp tác sản xuất đồng hồ hybrid hiện đại. Đúng như khẩu hiệu Better Start Now từ thuở ban đầu, Citizen không có một thời điểm nào ngừng sáng tạo để sản xuất ra những sản phẩm ngày càng tốt hơn. Đối với hãng, không có một chiếc đồng hồ nào là tốt nhất, chỉ có thể là tốt và tốt hơn nữa. Liệu trong tương lai sắp tới, sáng tạo nào sẽ vinh danh cái tên Citizen đây? Các bạn hãy cùng chờ đón nhé!